Gỗ có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như làm nhà, bàn ghế, tủ, giường và hàng trăm loại vật dụng bằng gỗ khác. Tuy nhiên khi thu hoạch chúng ta chỉ thu hoạch phần thân gỗ lớn, còn cành cây, ngọn thì lại không tận dụng hết được, thường bỏ đi hoặc bán cho các lò đốt rất rẻ và lãng phí. Do đó, máy băm cành cây đã ra đời và đã trở thành một sản phẩm có tính ứng dụng tuyệt vời cho các công ty cảnh quan, môi trường đô thị. Và trong video ngày hôm nay, một vị khách hàng đã đến trực tiếp tại xưởng sản xuất của bên em để được trải nghiệm dòng sản phẩm máy băm cành B300. Máy chuyên dùng băm nghiền các cành lá cây thừa trong quá trình cắt tỉa, băm nhỏ giúp dễ dàng ủ làm phân bón hữu cơ cho cây. Sản phẩm giúp giảm chi phí vận chuyển cành cây trong quá trình cắt tỉa, ngoài ra còn tạo ra một vòng tuần hoàn chăm sóc cho cây hữu ích. Theo khách hàng chia sẻ, trước đây mỗi lần chặt cây xong anh Toàn phải chở đi nơi khác vứt bỏ. Số lượng nhiều có khi phải đi vài lượt mới vứt được hết, nên anh rất cần một chiếc máy hỗ trợ anh xử lý các cành cây tại chỗ, để anh tận dụng luôn thành phẩm vào chăn nuôi, trồng trọt như làm phân bón trồng cây, trồng lan, trồng nấm, đệm lót sinh học trong chăn nuôi. Từ đó góp phần tái chế nguyên liệu và bảo vệ môi trường. Và máy băm cành B300 hoàn toàn đáp ứng được các yêu cầu mà anh đưa ra. Với thiết kế đầu nổ D15, anh có thể mang máy tới nhiều nơi để băm nhỏ, không cần lo kết nối nguồn điện. Toa nạp của máy được thiết kế dạng phễu dốc xuống buồng băm, trọng tâm của khung máy được hạ thấp tối đa nên sẽ giúp khách hàng thuận tiện hơn khi cho nguyên liệu vào băm. Với chiếc máy này, nếu khách hàng không muốn sử dụng đầu nổ thì hoàn toàn có thể thay thế bằng động cơ 7,5 kW 3 pha, phanh khung bệ đã được thiết kế tích hợp cho cả hai phiên bản. Khách hàng có thể tùy ý thay đổi dùng động cơ hay đầu nổ khi không có điện để thuận tiện nhất trong quá trình làm việc. Đầu máy được trang bị móc kéo, kết hợp với bánh xe giúp máy có tính cơ động cao, dễ dàng móc vào ô tô di chuyển lắp đặt máy ở bất cứ đâu. Và giờ chúng ta cùng xem thành phẩm sau băm nhé, rất tuyệt vời phải không ạ? Những cành lá đã được băm nhỏ, đồng đều, dễ dàng thu gom, vận chuyển đi nơi khác. Không như những cành cây to ban đầu, muốn mang đi vứt bỏ cũng phải đi đi lại lại mất nhiều lần, vừa tốn thời gian, lại tốn công sức, mà còn gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên. Sau khi kết thúc quá trình băm cành, khách hàng của chúng ta ngày hôm nay đã rất hài lòng với dòng sản phẩm máy băm cành B300 và nhân viên bán hàng đã nhanh chóng làm thủ tục hỗ trợ khách hàng nhận bàn giao máy ngay tại xưởng. Đến đây thời gian đã hết, nếu quý vị quan tâm tới dòng sản phẩm máy băm cành B300, hãy liên hệ tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình hoặc để lại bình luận ngay phía bên dưới, đội ngũ tư vấn viên sẽ trả lời nhanh nhất khi có thể. Khi mua máy tại Bình Quân Group, các bác sẽ nhận được những điều sau. Thứ nhất, tất cả sản phẩm của Bình Quân Group được sản xuất trực tiếp tại xưởng, không qua trung gian, nên giá thành là tốt nhất. Thứ hai, toàn bộ máy móc được sản xuất trên dây chuyền hiện đại, với đội ngũ, kỹ sư, công nhân lành nghề với hơn 30 năm kinh nghiệm. Thứ ba, tất cả các dòng sản phẩm đều có thời gian bảo hành lâu dài, toàn bộ linh phụ kiện luôn có sẵn để thay thế. Cảm ơn các bác đã theo dõi hết video. Xin chào và hẹn gặp lại!